có kèm bệnh mạch vành. Như chúng tôi xin vừa tăng huyết áp vừa có đái tháo đường. Nhưng tôi đã nói, tăng huyết áp thì rất thường gặp ở các bệnh nhân có đái tháo đường. Người ta thấy là tỷ lệ tăng huyết áp mà có ở cái đái đường mà đơn độc ấy, chỉ có 29% thôi. Chứ còn vừa đái đường vừa tăng huyết áp ấy, nó chiếm đến 71% ở các cái bệnh nhân mà chúng ta tiểu đường. Tăng huyết áp và đái tháo đường tiếp 2 đều là những đối tượng có nguy cơ rất cao về tim mạch. Chúng ta biết ở đây có các cái màu khác nhau đại diện. Đây là những trường hợp mà nam giới có cái huyết áp thì bình thường, nam giới mà bị đái đường nhưng mà huyết áp thì bình thường. Nam giới vừa, cái màu này là nam giới vừa đái đường vừa có tăng huyết áp. Màu vàng này tức là nữ giới có đái đường nhưng mà huyết áp bình thường. Và màu da cam này là nữ giới vừa có đái đường vừa có tăng huyết áp. Thì trong các trường hợp đó chúng ta thấy là gì ạ? Ở tất cả các trường hợp mà đây chúng ta thấy là các trường hợp mà vừa có đái đường và tăng huyết áp là cái màu này đấy. Và các trường hợp vừa có đái đường và tăng huyết áp ở nữ giới, thì nếu mà vừa có đái đường vừa tăng huyết áp thì sao ạ? Tỷ lệ các biến cố của chúng ta, chúng ta thấy là những cái đối tượng yếu tố nguy cơ này đều cao hơn rất nhiều so với trường hợp mà chỉ có một yếu tố là tăng huyết áp hay là một yếu tố tiểu đường. Thì chúng ta thấy là tỷ lệ gì? Tỷ lệ nhồi máu cơ tim, tỷ lệ đột quỵ và tỷ lệ phì đại thất trái ở các đối tượng đó, mà khi mà có hai yếu tố nguy cơ đó đi kèm thì đều tăng hơn rất nhiều so với các trường hợp chỉ có một yếu tố nguy cơ. Chúng ta biết là cái nguy cơ biến chứng tim mạch ở các bệnh nhân tăng huyết áp có kèm tiểu đường thì cụ thể nó như thế nào? Chúng ta biết là nguy cơ ở các bệnh nhân mà không có đái đường và huyết áp bình thường thì sao? Ví dụ như coi là một thôi, thì các trường hợp mà khi có đái đường nó sẽ tăng lên cái nguy cơ đó lên gấp 2 lần. Và những trường hợp mà vừa có đái đường vừa có tăng huyết áp thì cái nguy cơ đó nó tăng lên 4 lần các cái nguy cơ về tim mạch. Các trường hợp tăng huyết áp tâm thu ở các bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 cũng làm tăng rõ rệt các cái nguy cơ tim mạch. Cái màu vàng này nó chỉ lên là các trường hợp không có đái đường, và cái màu đỏ là các bệnh nhân có đái đường. Thì cho dù là các mức huyết áp tâm thu có khác nhau đi chăng nữa, nhưng nếu ở các bệnh nhân mà chúng ta thấy là ở các bệnh nhân có đái đường thì so với các bệnh nhân không có đái đường thì các cái biến cố, đúng không ạ, các cái nguy cơ tử vong về tim mạch đều gia tăng một cách rõ rệt. Càng huyết áp tâm thu càng cao mà lại có thêm tiểu đường thì cái nguy cơ biến cố tim mạch sẽ càng nhiều lên ở các bệnh nhân đó. Vậy thì cái việc kiểm soát huyết áp chặt chẽ ở các bệnh nhân đái tháo đường chắc chắn sẽ mang lại các cái lợi ích đáng kể. Ở đây đã có một cái nghiên cứu, người ta thấy là với các cái bệnh nhân mà cái màu có cái màu vàng này này, là khi mà kiểm soát huyết áp lúc đó dưới 107 mmHg thủy ngân, và cái con số huyết áp kiểm soát được ở mức 150 trên 85, người ta thấy là gì? Cái lợi ích so cái việc giảm cái con số huyết áp theo cái nghiên cứu UKPDS này thì nó còn tốt hơn so với là cái việc kiểm soát của cái mức đường máu. Tức là cái việc kiểm soát được cái con số huyết áp thì nó làm cho giảm được cái tỷ lệ đột quỵ, giảm được cái tỷ lệ các biến cố ở trong đái tháo đường, giảm cái tỷ lệ tử vong do đái tháo đường và giảm đi các biến chứng vi mạch. Ta thấy là khi kiểm soát được tốt cái con số huyết áp ấy, thì nó còn tốt hơn khá nhiều so với chúng ta chỉ có kiểm soát được cái mức đường máu. Cái việc giảm huyết áp tâm trương liệu mang lại cái lợi ích như thế nào? Người ta thấy là giảm huyết áp tâm trương cũng mang lại lợi ích lớn hơn ở các cái bệnh nhân đái tháo đường. Đây chúng ta thấy trong các cái nghiên cứu mà chúng ta đã được xem, đấy là cái nghiên cứu thử nghiệm HOT rất là nổi tiếng. Nếu mà cái con số huyết áp tâm trương mà ở mức là nhỏ hơn bằng 90 mmHg thủy ngân so với huyết áp tâm trương dưới 85, và đặc biệt là so với huyết áp tâm trương dưới 80 mmHg thủy ngân, ta thấy là ở cái mức huyết áp tâm trương mà chỉ khống chế được dưới 90 mmHg thủy ngân thì các biến cố ở tim mạch trên 1.000 các bệnh nhân trong một năm nó ở mức 24,4%, trong khi nếu huyết áp tâm trương khống chế được dưới 80 mmHg thủy ngân thì cái con số đó nó chỉ ở mức 11,9
phần trăm thôi. Sự khác biệt đây là rất có ý nghĩa thống kê. Vậy thì cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu cũng như là Hội Tăng Huyết Áp Châu Âu năm 2007 về điều trị tăng huyết áp ở các bệnh nhân đái tháo đường, người ta khuyến cáo như thế nào? Thứ nhất là vấn đề điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống thì cần hết sức chặt chẽ ở các bệnh nhân đái tháo đường. Đặc biệt là phải khuyên bệnh nhân phải có được cái giảm cân và giảm cái lượng muối tiêu thụ ở các bệnh nhân này. Thứ hai, cái đích điều trị về huyết áp vẫn cố gắng là dưới 130/80 mmHg thủy ngân ở bệnh nhân tăng huyết áp mà có bị tiểu đường, và nên bắt đầu điều trị bằng thuốc ngay cả khi huyết áp ở cái mức bình thường cao. Thứ ba là việc hạ huyết áp tốt sẽ ngăn ngừa được các tổn thương thận, trong đó có vai trò quan trọng của các thuốc ức chế men chuyển và các thuốc ức chế thụ thể AT1, angiotensin 2 ở các bệnh nhân tăng huyết áp mà có bị đái tháo đường. Thứ tư là các thuốc thuộc nhóm ức chế hệ renin-angiotensin, cụ thể là các thuốc ức chế men chuyển hay các thuốc ức chế thụ thể AT1, angiotensin 2 đấy, nên là các nhóm thuốc lựa chọn hàng đầu hoặc là phải nên có trong cái công thức phối hợp thuốc điều trị hạ huyết áp cho các bệnh nhân đái tháo đường. Điểm thứ năm là microalbumin niệu là một cái dấu hiệu nguy cơ cao và cần được chú ý điều trị tích cực ở các bệnh nhân tăng huyết áp đái đường đã có microalbumin niệu. Trong đó thì cái thuốc ức chế hệ renin-angiotensin như tôi vừa nói ở trên là các cái nhóm thuốc nên được lựa chọn ở các cái đối tượng này. Điểm nữa là cái chiến lược điều trị cho các bệnh nhân tăng huyết áp tiểu đường ấy, phải ngăn ngừa tổng thể các biến cố tim mạch, trong đó có cả việc khống chế tốt đái tháo đường và khống chế cả các việc rối loạn về lipid máu, trong đó đặc biệt là nhấn mạnh đến vai trò của các thuốc nhóm statin. Điểm cuối cùng là cần chú ý đến việc hạ huyết áp tư thế rất hay gặp ở các bệnh nhân tăng huyết áp mà tiểu đường, chúng ta cần phải lưu ý các cái chuyện như vậy. Đây là cái đề xuất về điều trị tăng huyết áp ở các bệnh nhân đái tháo đường. Nên xác định chắc chắn tăng huyết áp khi ở bệnh nhân tiểu đường ấy, chỉ cần là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương lớn hơn 130/80 mmHg đo tại phòng khám, và hoặc huyết áp người ta đo lớn bằng 125/75 đo tại nhà đã coi là các bệnh nhân đái đường có tăng huyết áp rồi. Vậy khi có như thế thì sao? Người ta sử dụng nhóm thuốc ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể AT1 angiotensin, điều chỉnh lối sống. Nếu huyết áp vẫn còn trên 150/90 mmHg thì người ta dùng thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể AT1 angiotensin cộng với các thuốc lợi tiểu. Và nếu vẫn chưa đạt nữa thì có thể cộng thêm với các thuốc chặn kênh canxi. Nếu huyết áp vẫn còn lớn hơn 130/80 mmHg sau 1 tháng điều trị thì ta có thể thêm lợi tiểu. Ở đây có thể thêm lợi tiểu chia dít cho hầu hết các bệnh nhân, và vẫn chưa được, ta có thể thêm lợi tiểu quai nếu cái mức lọc cầu thận của nó lại thấp dưới 30 hoặc đến 50 cái mức lọc cầu thận.